120 nữ Đài Loan Trung Quốc. Một chút so sánh như vậy để biết được sự chênh lệch giữa hai đội tuyển. Nữ U20 Hàn Quốc họ ra sân với 11 cầu thủ gồm có Hyung Jin, Kyu Jeon, Kodai. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ chủ nhà với Chaebin đưa bóng vào. Tình huống đưa bóng khá ngửa lưng đồng đội. Một chút bất ngờ khi mà đội bóng áo trắng mới là đội bóng đang lên bóng nguy hiểm. Một pha đẩy bóng của thủ thành Hyung Jin. Pha đưa bóng vào vừa rồi có lẽ là của Rinova. Đường truyền sang bên phía cánh phải khá tốt. Đưa bóng vào. Pha đưa bóng vào là của cầu thủ mạnh. Thực hiện sẽ là đội trưởng Jaehong. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Bóng đã cắt ngang khung thành của Và. Pha mất bóng của Nazarova. Đây là cơ hội dành cho U20 nữ Hàn Quốc. Một cú dứt điểm ngay. Vẫn còn. Vào. Bàn thắng đã đến từ rất sớm với các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Với pha ra chân của cầu thủ áo số 17 Chaebin. Sau một tình huống mất bóng, dự đoán của người hâm mộ theo dõi trận đấu này. Tiếp tục làm cú sút xa. Lần này cú sút xa của đội trưởng mang số 10 Jaehong. Phối hợp 1-2. Đó không phải là tình huống trồng xuống biên. Vào! Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Một bàn thắng tương đối bất ngờ của cầu thủ mang áo số 19 tiền đạo Eunseo. Ở trong bàn thắng đầu tiên thì chính Eunseo là người đã có cú dứt điểm đầu tiên. Và sau đó bóng đã tìm đến vị trí của Chaebin. Vẫn là các cầu thủ đỏ dứt điểm. Một pha mất bóng của trung vệ Korova. Và cơ hội ngay lập tức đó là Nijarova. Để tiếp tục là một pha lên bóng của các cầu thủ áo đỏ. Lần này đường chuyền hơi mạnh nhưng vẫn có. Tiếp tục là những đường đưa bóng vào. Sút xa. Nỗ lực cản phá của các cầu thủ áo trắng. Nguy hiểm. Vào. Như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến với các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Với pha ghi bàn của cầu thủ mang số 22 Jin Jeon. Những công lớn trong pha bóng này thì chúng ta lại phải nhắc tới trung vệ Nijakova. Một lần nữa thì các trung vệ của đội chủ nhà lại thi đấu thiếu chắc chắn. Lại là một cơ hội tiếp tục đến dứt điểm. Tiếp tục là các cầu thủ áo đỏ. Lại là một tình huống nguy hiểm đối mặt dứt điểm. Và đã có bàn thắng thứ 4. Bàn thắng thứ 4 đã đến dễ dàng với Chaebin. Cầu thủ mang số 17 đã có được cú đúp trong hiệp 1 trận đấu này. Một tình huống mà Chaebin đã dễ dàng thoát xuống và dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi hiểm hóc và thủ thành đi nộp chân trái của đội trưởng Chaebin. Nhưng mất bóng rồi. Lại Eva. Không có tiếng còi. Trọng tài người Trung Quốc cuối họ sẽ gặp các cầu thủ nữ U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội bóng đang có 4 điểm và chỉ cần một trận hòa thì các cầu thủ nữ U20 Nhật Bản sẽ đứng đầu bảng. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ đưa bóng vào ngay. Lần này đường chuyền sang bên phía cánh trái dành cho Jajeong. Vẫn là Jajeong. Tuyến hai. Như vậy là xin được chúc mừng Chaebin. Cầu thủ mang áo số 17 đã có được cú hat-trick trong trận đấu này. Trận đấu này tỷ số vẫn đang là 4-0 nhưng về phía các cầu thủ áo đỏ. Đó là một cú dứt điểm. Các cầu thủ áo đỏ thực sự rất tự tin. Lại là một cơ hội dứt điểm mà các huấn luyện viên sẽ thực hiện. Tiếp tục là cú rút. Lại Eva ngay lập tức lại mất bóng. Kim Shinji sút xa. Không có gì quá khó khăn với thủ thành Dinova. Kim Ji. Có lẽ lại là một pha tạt bóng của Kim Shinji. Đúng là như vậy. Bóng thành công. Chaebin. Vẫn là Chaebin đi tìm cú poker. Kim Shinji. Sút xa. Có chắn đã đứng trước mặt Eunseo rồi. Jajeong. Lại là Eunseo. Đưa bóng vào không thành. Jin Jeon. Rất hay Jin Jeon. Và nhả ngược không thành công của cầu thủ mang áo số 2 Jin Jeon. Cú sút khá nguy hiểm. Và thi đấu sang bên phía cánh phải. Chuyển sang bên phía cánh trái rất trống trải cơ hội. Jaehong dứt điểm. Và bàn thắng thứ 6 đã đến với các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Với pha dứt điểm bằng chân trái của Jaehong. Bàn thắng thực hiện ở những phút bù giờ của hiệp 1 trận đấu này. Một pha phối hợp sắc nét và bài bản của các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. U20 Hàn Quốc đưa bóng vào. Vẫn còn dứt điểm. Tiếp tục là những tình huống đầy tự tin. Dứt điểm. Vào. Đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Và người ghi bàn là Eunseo. Tiền đạo mang số 19 Eunseo đã có một pha dứt điểm bằng chân phải. Bóng đi hiểm hóc và Dinova mặc dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể là các cầu thủ áo đỏ. Jaehong. Jaehong quyết định trồng biên dành cho đồng đội của mình, đưa bóng vào không thành công. Sút xa. Quả trắng nỗ lực cầm bóng và lên bóng nhưng bây giờ thì mọi thứ đã quay trở lại. Cú dứt điểm tiếp theo. Cú dứt điểm lần này đã không khó với thủ thành Dinova. Trọng tài lại phải Eunseol đưa bóng vào. Không thể có pha đánh đòn thành công nhưng có thể là một cú dứt điểm tiếp theo nguy hiểm. Và bàn thắng tiếp theo đã đến với các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Bàn thắng thứ 8 của trận đấu. Một cú sút bằng chân trái đầy uy lực của cầu thủ mang áo số 11 Jajeong. Lại là một pha bóng chống trải tiếp theo, đưa bóng vào, không phải, đó là cú dứt điểm ngay. Khá nguy hiểm. Cú dứt điểm của Jaehong. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ, nhưng điều này thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra rồi. Tiếp tục là đường chuyền chính xác, đưa bóng vào nguy hiểm. Và bàn thắng lại tiếp tục đến với các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Bàn thắng nâng tỷ số lên 9-0 dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và người ghi bàn là cầu thủ mang số 19 Eunseo. Như vậy là cả Eunseo cùng với đó là Chaebin cùng đã có được một cú hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Rất hay từ Eunseo. Đường chuyền không được. Vẫn tiếp tục là cú dứt điểm. Nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Như vậy là số 10 trên bảng tỷ số đã được cập nhật. Bàn thắng thứ 10 dành cho các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc với pha băng lên đánh đầu dũng mãnh của cầu thủ mang số 5 Seo Ngun. cách sáo một chút nào cả. Huấn luyện viên của các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc biết huấn luyện viên Kanjariev cũng đã quyết định cho những cầu thủ dự bị của mình được thử sức. Cú dứt điểm, một cú dứt điểm quá đẹp mắt của các cầu thủ nữ U20 Hàn Quốc. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 15, cầu thủ vào sân thay người Eo Min. Ngay khi vào